Kinh tế thế giới vẫn đang tiếp đà suy thoái, nhu cầu của người dân đối với các mặt hàng không thiết yếu như là dệt may, da giày, đồ gỗ cũng giảm theo, trong khi đây lại là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, đó không phải là thách thức duy nhất. Vâng, chúng tôi lấy ví dụ như là tại châu Âu chẳng hạn. Đây là một trong những thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam. Xung quanh thỏa thuận xanh châu Âu thì có một gói các hành động nhằm giảm phát thải khí nhà kính và giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên trong khi vẫn đạt được tăng trưởng kinh tế. Từ đó thì rất nhiều quy định mới được đưa ra với những hàng hóa muốn nhập khẩu vào thị trường này. Quy định chống phá rừng của EU sẽ áp dụng từ 30 tháng 12 năm sau. Các mặt hàng bị ảnh hưởng bởi quy định này gồm cacao, cà phê, cao su, đậu nành, đồ gỗ và các mặt hàng khác. Cơ chế điều chỉnh carbon sẽ áp thuế carbon đối với những hàng hóa nhập khẩu vào EU, thí điểm áp dụng từ mùng 1 tháng 10 năm nay và thực hiện đầy đủ từ năm 2026 với hàng chục mặt hàng. Ngoài ra còn có nhiều quy định khác. Ngành dệt may, một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, sẽ chịu tác động trước tiên. Liên minh châu Âu thì đang hướng đến mục tiêu loại bỏ văn hóa tiêu thụ và vứt bỏ, loại bỏ các cái sản phẩm có vòng đời ngắn và nền kinh tế là tạo rác. Những cái quy định này thì sẽ tác động trực tiếp đến xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang EU. Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng thế giới giảm sẽ không chỉ trong ngắn hạn. Kinh tế tuần hoàn sẽ khiến cho đơn hàng ít đi, thế nhưng lại phải tăng cao về chất lượng để sản phẩm bền hơn, giảm rác thải. Xu thế số lượng đơn hàng không tăng trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu kinh tế tuần hoàn. Thứ hai là yêu cầu chất lượng sản phẩm cao, đời sản phẩm dài, được sử dụng nhiều. Thưa quý vị, đây là một chiếc áo khoác thể thao để xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Và điều đặc biệt đó là tất cả nguyên vật liệu để sản xuất ra chiếc áo khoác này, từ vải cho đến khóa và thậm chí là những chiếc khuy nhỏ như thế này, thì đều được sản xuất từ 100% nguyên vật liệu tái chế và có thể phân hủy được. Điều này đã được thể hiện rất là rõ ràng ở một quy trình sản xuất ở bên trong. Thân áo đã in rất là chi tiết. Và đây là một trong những đòi hỏi mới từ thị trường quốc tế mà các doanh nghiệp Việt Nam đang cần phải thích ứng. Các cái yêu cầu về nguyên vật liệu tái chế như vậy thì cái giá thành, cái giá vải cũng sẽ tăng lên. Và đấy là một trong những cái áp lực mà doanh nghiệp chúng tôi cũng đang phải gặp phải. Rõ ràng là các doanh nghiệp, các ngành hàng xuất khẩu đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, thậm chí là các vụ việc phòng vệ thương mại sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, đó là trong ngắn hạn, còn những đòi hỏi, những tiêu chuẩn ngày càng cao của người tiêu dùng, của thị trường thì sẽ là dài hạn và không thể đảo ngược. Không còn cách nào khác, các doanh nghiệp phải xoay sở để thích ứng. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đã nhích tăng sau thời gian sụt giảm xuống đáy. Tháng 8 đã tăng hơn 5% so với tháng 7. Các thị trường lớn mà đặc biệt là châu Âu đang nội soi ngày càng kỹ các sản phẩm gỗ từ Việt Nam với những quy định mới. Vậy nên những đơn hàng tăng thêm chủ yếu rơi vào tay những doanh nghiệp đáp ứng tốt các tiêu chí về môi trường và đa dạng sinh học. Nếu mà chúng ta đi trước, kiên quyết chấp hành, tuân thủ một cách nghiêm ngặt những cái quy định của EU thì có thể là chúng ta sẽ trở thành người mà một mình một chợ. Trong khi các nước khác thì tôi biết đang có rất nhiều những cái toan tính, những lý do dự. Ngành da giày cũng trong tình cảnh tương tự. Lượng đơn hàng hiện chỉ còn bằng 30% so với trước đây và sắp tới cũng sẽ phải đáp ứng thêm nhiều những yêu cầu của thị trường, đặc biệt là châu Âu. Ngành này xác định cộng đồng doanh nghiệp cùng hợp sức là con đường duy nhất. Các cái doanh nghiệp không thể có những cái nguồn vốn để tự đầu tư. Vậy thì chúng ta phải suy nghĩ đến cái việc sản xuất theo một cái hệ sinh thái. Đấy. Để đảm bảo các doanh nghiệp tham gia vào cái hệ sinh thái này, để họ có thể đáp ứng được những cái yêu cầu của châu Âu. Nói là xanh, nói là bền vững, nhưng các thị trường có các yêu cầu khác nhau. Những doanh nghiệp chưa đáp ứng được những cái tiêu chuẩn xanh và bền vững vào thị trường châu Âu vẫn có thể đi những thị trường khác. Tất nhiên xu hướng nó sẽ dần dần nó trở thành phổ biến thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị cho nó. Chuẩn bị cho một lô hàng xuất khẩu giờ cũng cần kỹ lưỡng như chuẩn bị cho một chuyến vươn khơi xa. Vừa phải đáp ứng được những điều kiện khắc nghiệt, vừa phải phòng ngừa được những rủi ro. Các doanh nghiệp và hiệp hội cũng cho biết rất cần sự hỗ trợ của nhà nước, từ đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng, hỗ trợ kết nối thị trường cho tới cải cách thủ tục hành chính.